Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chu Smart Media. Với điện thoại thông minh ngày nay thì pin luôn là yếu tố quan trọng nhất, và đặc biệt là với những chiếc iPhone. Tuy nhiên thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp phải cái tình trạng mà sau khi một thời gian sử dụng tương đối dài thì chiếc iPhone của chúng ta sẽ bị sạc chập chờn. Có thể là các bạn cắm sạc và nó không nhận, hoặc nó nhận lúc nhận lúc không ấy, hoặc là sạc rất chậm. Vậy thì làm sao để khắc phục được những tình trạng đó? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những cách cơ bản và đơn giản nhất để có thể phần nào khắc phục được những vấn đề này. Đầu tiên thì với những chiếc iPhone, đặc biệt là những chiếc iPhone sử dụng cổng sạc Lightning như iPhone 5 trở lên, chúng ta sẽ có một cái lỗ cắm nó sâu vào như thế này. Và trong quá trình chúng ta sử dụng, các bạn đút vào túi quần hay là túi áo hay là bất cứ cái túi gì thì đều có những cái sợi vải rất là nhỏ nó sẽ mắc lại ở trong này. Và điều đó dẫn đến cái vấn đề là những cái dây sạc chúng ta sẽ tiếp xúc không tốt đó. Và điều này để khắc phục được thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn có thể dùng những que tăm, những cái ghim giấy, hoặc là chính chiếc que chọc SIM mà Apple họ đã tặng kèm chúng ta khi mà mua iPhone đó. Các bạn hãy chọc vào, nhớ là các bạn phải tắt nguồn iPhone đi trước nhé. Sau đó các bạn chọc vào và làm sạch nó. Và những cái chân tiếp xúc của iPhone nó sẽ nằm ở phần dưới này, tức là mặt dưới. Và các bạn sẽ cào nhẹ và khều những cái chất bẩn ở trong nó ra. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là các bạn cũng làm vệ sinh luôn cái đầu cắm jack Lightning này cho nó sạch. Nếu như mà cách đó không ăn thua mà cái cáp sạc của bạn vẫn chập chờn thì rất có khả năng là cái phần đầu cáp này đã bị đứt ngầm ở bên trong. Và đây, ví dụ như mình có một cái cọng cáp như này và cái phần đầu cáp này, Apple họ thiết kế rất là buồn cười ở chỗ là cái phần nhựa trắng ở đầu này nó lại là nhựa cứng này, trong khi phần dây đằng sau này là dây cao su, cho nên là rất dễ bị gãy gập. Và các bạn dùng nhiều thì phần này nó sẽ bị, thậm chí là bị đứt rời hẳn ra ấy. Thì để khắc phục điều này cũng khá đơn giản, các bạn có thể kiếm những cái dây quấn này, quấn tai nghe này, các bạn có thể quấn vào, hoặc là lấy những cái bút bi mà có cái lò xo ở trong ấy, các bạn tháo lò xo ra, các bạn quấn nó vào. Đó cũng là một cách để chúng ta có thể tăng cái khả năng chịu đựng của cái đầu dây cao su ở đây. À, cách đó không phải là cách để khắc phục nhá, mà cách đó chỉ là cách để các bạn có thể đảm bảo là cái cáp của mình có thể hoạt động lâu hơn mà thôi. Còn nếu như mà đã bị đứt ngầm rồi thì chỉ còn một cách duy nhất là các bạn nên đi thay một cái cáp mới. Ngoài ra thì cái chất liệu của cái cáp và cái nguồn gốc xuất xứ của nó cũng là một yếu tố rất quan trọng để ảnh hưởng đến khả năng sạc của chiếc cáp đó. Và nếu như các bạn mua những sợi cáp của Trung Quốc với giá rẻ rồi thì cái nguồn hàng nó không đảm bảo thì chắc chắn là cái khả năng sạc của nó cũng rất là yếu, và thậm chí là có thể dẫn đến hỏng chiếc iPhone của bạn. Và các bạn nên chọn những loại cáp đắt một chút cũng được, nhưng mà nó sẽ đảm bảo được cái chiếc điện thoại của chúng ta hoạt động ổn định. Ngoài ra thì cái phần cục sạc cũng là một yếu tố rất quan trọng. Các bạn nên đảm bảo là sử dụng cục sạc đúng dành cho chiếc iPhone của mình. Không nên dùng sạc Android với cái dòng sạc quá cao, hay là dùng những cục sạc mà có dòng sạc quá thấp, ví dụ 500mAh, 800mAh, mà tốt nhất là nên dùng cục sạc 1A kèm theo máy. Hoặc là nếu các bạn mua sạc ở ngoài thì cũng nên chọn những cục sạc mà có xuất xứ ổn định, hoặc là sạc zin là tốt nhất. Ok, ngoài ra thì cái phần cổng USB sạc bên trong này cũng là một yếu tố dẫn đến cái việc sạc chập chờn. Nếu như bên trong này nó bẩn giống như là cái cổng Lightning trên iPhone đó, thì các bạn cũng có thể dùng cách vừa rồi mình đã hướng dẫn để làm sạch bên trong nó. Các bạn nếu như mà không có tăm, không có que chọc SIM hay gì thì các bạn hoàn toàn có thể dùng một tờ giấy A4 như thế này. Các bạn gập nó lại, gập lại nữa, gập lại liên tục cho đến khi nào chúng ta có được một cái đầu này nhọn và đủ cứng, và chúng ta luồn vào, chúng ta trà sát làm sạch bên trong. Và đó, mình cào mấy cái thấy đầu này đã đen bẩn đi rồi. Và vừa rồi là những cái giải pháp tạm thời để chúng ta có thể cải thiện cái khả năng sạc của một chiếc iPhone. Còn nếu như mà khi các bạn đã thực hiện tất cả những giải pháp trên rồi, chiếc iPhone của bạn vẫn sạc chập chờn, thậm chí là sạc rất chậm, thì chỉ còn một nguyên nhân duy nhất, đó là đến từ chính chiếc iPhone này. Có thể là do phần mềm. Nếu do phần mềm, các bạn có thể reset hoặc là up lại firmware, up lại iOS. Còn nếu như mà đã up lại iOS mà nó vẫn bị thì chỉ còn là do phần cứng thôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ không thể nào tự mình giải quyết được những vấn đề đó nữa, và sẽ phải nhờ đến những chuyên gia và đến những cửa hàng để chúng ta có thể thay những viên pin này, hoặc là chỉnh sửa ở trong phần cứng của nó. Và nếu video vừa rồi đem lại những thông tin hữu ích cho các bạn thì hãy
comment ý kiến của mọi người bên dưới. Cũng như đừng quên like, share cũng như đăng ký Chu Smart Media để tiếp tục theo dõi những video thú vị hơn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.